Sáng nay có ra ngoài làng xem tập trống không? Tối mặt tối mũi thì lấy đâu ra thời gian mà đi cơ chứ? Mà sao ông nhà mình lại không ra nhỉ? Cứ những ngày làng có việc quan trọng thì có thấy mặt bao giờ đâu. Xưa nay rất keo kiệt nhưng lại hay bày đặt tỏ vẻ này nọ. Đấy, chắc lại đang ngồi trong nhà khoe khoang cho mà xem. Lâu lắm rồi cụ mới lại chơi. Vâng, dạo này tôi mệt với lũ gia nhân nhà tôi quá, mãi trông nom chúng nó mà chẳng đi được đến đâu cả. Cụ là cụ cứ phải nghiêm khắc với chúng nó mới được cụ ạ. À, như nhà tôi ấy, trên dưới đâu ra đấy, cứ rầm rắp. Thế cơ à? Cụ cứ xem đi rồi biết. Dân, Dân đâu? Dạ. Mày đi pha nước mời ông đây mau lên. Dạ. Này, mày pha trà kiểu gì mà nước nguội tanh nguội ngắt thế này hả? Mang xuống dưới kia pha lại cho ông mau. Dạ. Nhìn nước này là biết nóng quá rồi. Mày làm ăn kiểu gì vậy hả Dân? Lúc thì nguội tanh nguội ngắt, khi thì lại quá nóng. Mày lại để nước sôi một lúc mới pha đây mà. Dạ thưa ông, vậy con để nước nguội đi một chút rồi pha lại. Không được, mày phải đun lại nồi nước khác cho tao. Dạ nhưng... Không có nhưng với nhị gì hết, cứ theo thế mà làm. Đúng là răm rắp thật. Chén trà này quả là rất độc, nhìn rất lạ đấy. Đương nhiên, nó là cái chén trà được nhập khẩu từ nước ngoài về đấy. Dạ thưa ông nhầm với cái chén khác rồi. Cái này hôm qua ông mới bắt nợ của thằng bán than đấy mà. Mày, ai cho phép mày nói hả? Thôi, chắc cậu ta lỡ lời, ông bỏ qua cho cậu ta đi. Tôi xin phép. Dân! Dạ? Mày có biết tội của mày chưa? Tự tát vào mặt 10 cái cho ông. Con làm sao? Ai cho phép mày nói thế hả? Thưa ông, con chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Không nhiều lời, vả vào miệng. Mau lên, không ông lại tăng lên 20 cái bây giờ. Ôi da! Vả bên kia nữa, mau lên! Cho chừa đi nghe không? Từ giờ về sau phải nhớ, ông hỏi cái gì thì hẳn nói, không được thì không được nói, nghe rõ chưa? Trời ơi, đau quá, đau quá. Thằng Dân đâu? Dạ. Mày đã đi sang tìm thầy Lan cho ông chưa? Dạ thưa ông, con đã đi và về được một lúc rồi ạ. Thật không? Dạ thật ạ. Ra ngoài đi. Ôi, ai? Quái, sao mãi không thấy ông ta tới là sao nhỉ? Ôi, đau quá. Sao cái đau nó lại lan từ bụng ra cả tứ chi thế này? Mình chết mất. Dần đâu? Dạ. Có thật là mày đã đến tìm thầy rồi không? Dạ. Đúng rồi, con đến rồi mà. Đã mấy giờ rồi? Lẽ ra ông ta phải đến rồi chứ. Thế ông ta có dặn gì không? Dạ ông ấy không dặn gì, nhưng người nhà ông ấy có nói là hôm nay ông ta lên tỉnh rồi ạ. Hả? Sao mày không nói sớm? Trời ơi là trời. Mày. Dạ. Hôm trước ông chẳng bảo con là hễ cái gì ông không hỏi thì con không được nói là gì. Cuộc thi sáng tạo siêu phi thuyền. Chào các cậu, hôm nay có chuyện gì mà mới sáng ra mọi người đã xôm tụ thế? Akira đấy à, hôm qua cậu lại thức đêm chơi game đúng không? Mắt thì thâm quầng, thần thái rệu rã, trông chẳng có sức sống gì cả. Ừ, do tối qua mình đã cày một trận game kinh điển luôn, đến gần sáng mới đi ngủ,
giờ mắt mình không mở ra nổi. Bọn mình đang bàn nhau về đề tài cuộc thi sáng tạo năm nay của trường mình. Năm nay đề tài lạ lắm mà nha. Đề tài là gì vậy? Đề tài là hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất. Và giải thưởng năm nay lên đến 10.000 yên. Ghê chưa? Cậu quên Đại học Công nghệ Tokyo của chúng ta được mệnh danh là trường đại học danh giá, tập trung những sinh viên não như nếp nhăn bậc nhất Nhật Bản hay sao? Đúng là vậy. Vì vậy, cuộc thi sáng tạo công nghệ hàng năm của trường ta đều rất được đón chờ. Giải thưởng 10.000 yên mới xứng tầm cho những phát minh đầy trí tuệ chứ. Mình nghe nói không chỉ sinh viên giảng viên của trường mà nhiều công ty công nghệ cũng háo hức chào đón những phát minh ra đời từ cuộc thi này đấy. Đúng vậy, quán quân của cuộc thi năm nào cũng là những sinh viên thông minh nhất, có những phát minh khủng nhất. Chúng ta đều là sinh viên năm nhất, sợ rằng chẳng so bì được những anh chị năm 2, năm 3, năm 4 nhỉ? Cậu đừng tự ti như thế. Đã là sáng tạo thì không giới hạn. Vả lại năm nay tiêu chí của cuộc thi chú trọng vào kết quả. Chỉ cần là chiếc máy bay giấy bay được xa nhất thôi. Đâu yêu cầu là một chiếc siêu phi thuyền công nghệ tối tân gì đâu. Tất cả sinh viên đều có cơ hội. Phải không, Akira? Cậu cũng sẽ tham gia chứ? Mình không quan tâm và mình cũng không có ý định tham gia đâu. Cậu không có ý định tham gia hay là cảm thấy không tham gia nổi? Mình chẳng hiểu sao Akira có thể đậu vào trường mình được. Suốt ngày chỉ thấy cậu ta chơi game và ngủ gật trong giờ. Đó chỉ là điều chúng ta thấy. Có thể Akira học lúc khác thì sao? Các cậu đừng nói như thế. Chẳng phải kết quả thi của Akira vẫn rất khá trong lớp mình sao? Biết đâu là cậu ta nhìn bài hay có mánh khóe thi cử thì sao? Các cậu cứ nói những gì các cậu muốn, mình không quan tâm. Để yên cho mình ngủ. Bay thiết kế thật nhọn để giảm ma sát trong không khí. Cánh thuông và vát gốc, tỷ lệ này giúp máy bay cân bằng nhất và bay được xa nhất. Cấp 1 bắt đầu. Hoàng hôn, nhìn máy bay của Saku kìa, xa quá đi. Máy bay của Takechi xa hơn, nhìn bạch kìa, tận 20m đó. Ôi, Santo mới siêu chứ. Máy bay của cậu ấy thiết kế thế nào mà xa tận 30m kìa. Top 5 bắt đầu. Ơi, máy bay của anh Chihiro thiết kế kìa. Bay xa khủng khiếp. Anh ấy siêu thế. Kết quả 50m, thật tuyệt vời. Nam sinh viên năm 4 Chihiro Imasuki với máy bay giấy động cơ siêu nhẹ đã vượt xa thành tích của tất cả các sinh viên trước đó. Thật là xuất sắc. Trời ơi, 50m đấy các cậu ạ. Anh Chihiro đúng là đỉnh của đỉnh luôn. Quả không hổ danh là trùm công nghệ của trường mình. Nghe nói thành tích học tập của anh ấy 4 năm nay đều cực khủng. Với thành tích 50m này, chắc sẽ không ai vượt qua được anh ấy đâu. Và sau đây là phần thi của tớp cuối cùng. Ôi, chỉ còn một mình cậu sao Akira? Em đăng ký muộn nên tớp cuối chỉ còn một mình em thôi. Và sau đây là phần thi cuối cùng của sinh viên năm nhất Akira Yamamoto. Hả? Cái gì? Mình tưởng Akira nói không tham gia cuộc thi cơ mà. Cậu ta tham gia, chắc định làm trò vui cho cuộc thi mà thôi. Dù sao phần thắng cũng đã rõ rồi. Quán quân năm nay chắc chắn thuộc về anh Chihiro rồi. Chắc phải rồi, chưa có một sản phẩm máy bay giấy nào vượt qua được chiếc máy bay của anh ấy. Hôm nay tôi mang đến cuộc thi sáng tạo công nghệ một chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bằng giấy có khả năng bay xa 100m. Trời ơi, có phải Akira nói là 100m không các cậu? Cậu ta quả thực muốn làm trò hề trong cuộc thi năm nay thật rồi. Thật là xấu hổ, đừng ai nói chúng ta học cùng lớp với cậu ta nha, mất mặt quá đi. Đề thi năm nay, ngài hiệu trưởng đưa ra thật là thú vị. Không phải là một công nghệ sáng tạo máy móc điện tử tinh vi mà lại là giấy.
Đó chính là ý đồ của tôi đấy, ngài chủ tịch. Tôi muốn thấy những sáng tạo vượt qua giới hạn bình thường, và sự sáng tạo của con người sẽ càng phát huy mạnh mẽ ở những điều kiện vật chất đơn giản, đặc biệt. Tôi đồng ý với ngài. Hằng năm, tập đoàn công nghệ của chúng tôi đã sa thải rất nhiều nhân viên giỏi về máy móc công nghệ, nhưng thiếu cái đầu sáng tạo. Vì vậy, tôi rất mong chờ cuộc thi hàng năm của trường ông. Vậy hôm nay, ông đã tìm thấy những tài năng ông mong chờ chứ? Chúng ta cứ xem hết phần thi cuối cùng này xem sao. Chưa đến phút chót, tôi chưa thể đưa ra kết luận của mình. Chẳng phải cậu ta tự tin nói mình đã tạo ra siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét sao? Năm nào cuộc thi cũng có vài sinh viên quá khích, chỉ sợ làm ngài thất vọng thôi. Được rồi, chúng ta cứ chờ xem sao. Được rồi, Akira Yamamoto, em hãy mang siêu phi thuyền vũ trụ của em ra đây đi nào. Không chỉ tôi, mà tất cả mọi người đều đang rất tò mò về chiếc siêu phi thuyền vũ trụ bay xa 100 mét được thiết kế như thế nào, động cơ điện tử ra làm sao đây. Siêu phi thuyền vũ trụ của em được thiết kế vô cùng cầu kỳ bởi một tờ giấy A4 trọng lượng chắc khoảng 4,1013 gram. Đơn giản đúng không nào? Nhưng quan trọng là nằm ở phần động cơ của máy bay. Đơn giản vậy thôi sao? Chắc chắn phần quan trọng nằm ở động cơ rồi. Đúng rồi. Để xem động cơ máy bay của cậu ta là gì. Phần động cơ vô cùng quan trọng, đó chính là một viên đá có kích thước tiêu chuẩn là 5,2 cm, nặng 200 gram. Cái gì? Kết quả 100,5 mét. Cái gì? Không thể tin được. Sao cậu ấy có thể làm như vậy chứ? Đúng là không thể ngờ được. Cậu ta đúng là có cái đầu quái dị. Chẳng trách cậu ta vẫn ăn ngon ngủ say, không phải thức ngày thức đêm nghiên cứu như chúng ta. Kết quả này có được công nhận không vậy? Sao lại không chứ? Đề bài chỉ nói hãy gấp và cải tiến chiếc máy bay giấy sao cho nó bay được xa nhất, chứ có quy định chiếc máy bay phải hình máy bay hay nhất định phải bay bằng động cơ đâu. Xem ra khoáng quân năm nay đã lộ diện rồi. Kết quả này đúng là không thể chối cãi. Nhưng theo ngài, kết quả này có thực sự xứng đáng so với công sức của bao nhiêu sinh viên khác không? Ở lĩnh vực này, chúng ta phải nhìn vào kết quả thực tế. Và thực tế ở đây chính là chiếc siêu phi thuyền vũ trụ cực kỳ đơn giản của cậu ấy đã bỏ xa những chiếc máy bay cầu kỳ, đầu tư của những sinh viên khác. Tôi đánh giá cao một cái đầu thông minh và nhanh nhạy, biết nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề. Đúng là một chiến thắng ngoạn mục vào phút chót. Đây là sinh viên năm nhất đầu tiên đạt quán quân cuộc thi này đấy. Tôi tin là tương lai cậu ấy sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa. Bộ phim dựa theo câu chuyện có thật về một cuộc thi diễn ra tại trường Đại học Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. Chiếc xe hơi. Vợ ơi, em mau ra xem này. Em nhìn xem có đẹp không? Ôi, anh đã mua được xe rồi đấy à? Ôi, đẹp quá. Nó là chiếc xe hiệu gì vậy? Nó là xe Lincoln Continental đời 2017 đấy. Anh đã để dành tiền mất 3 năm và mất đến 80.000 đô la mới có thể mua được nó đấy. Bố ơi, bố đang làm gì thế ạ? Bố đang rửa xe con ạ. Thế rửa xe vui lắm hả bố? Con cũng muốn được nâng niu chiếc xe giống như bố ạ. Vui chứ. Chiếc xe này là niềm tự hào của bố. Thế nên việc bố lau xe, rửa xe và đánh sáp mỗi ngày là niềm vui lớn nhất của bố đấy. Con có thể thử tìm một việc gì đó mà con yêu thích và làm nó thử xem.
Đây là chiếc xe đồ chơi con thích nhất. Vậy nên bố cho con được rửa chiếc xe của con với nha bố. Vậy thì bố con mình cùng rửa xe nào. Yeah, tuyệt quá. Bố ơi, hôm nay trời mưa to, xe dính đầy bùn đất dơ hết rồi. Hay là bố con mình cùng chơi trò rửa xe nha. Hôm nay bố cảm thấy không được khỏe rồi. Chắc là do mấy hôm bận việc công ty. Hay cứ để ngày mai rồi mình cùng rửa xe con nha. Dạ vâng, bố có sao không ạ? À? Con lo cho bố quá. Bố không sao đâu. Bố vào trong nghỉ ngơi một lát. Có đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh trước khi mẹ qua chăm ngoại ốm. Con ăn xong rồi lên phòng chơi ngoan nha. Chiếc xe mà bố yêu quý đang bị bẩn thế kia, mà bố thì đang bị bệnh. Nếu cứ để càng lâu thì càng khó lau rửa. Hay là mình sẽ phụ giúp bố nhỉ? Mình nhất định sẽ rửa xe thật sạch, để sau khi tỉnh dậy, bố sẽ khen mình là một đứa con ngoan. Không biết mấy miếng khăn lau bố để ở đâu nhỉ? À, mình nhớ rồi. Những lúc rửa chén và xoan, mẹ hay lấy miếng chùi xoan. Nếu dùng miếng chùi xoan để rửa xe thì chắc là sạch hơn. Liam, con đang làm gì mà bố nghe ồn ào vậy? Con đang rửa xe bố ạ. À. À, bố nhìn xem, con cũng đã rửa xe của bố rồi đấy ạ. À. Bố thấy con có giỏi không nào? Trời ơi, cái gì thế này? Con đã làm gì chiếc xe của bố thế này? Sao xe lại toàn vết xước thế? Xe của tôi, chiếc xe yêu quý của tôi, sao có thể ra nông nổi thế này được? Trời ơi! Bố ơi, con... Ai cho phép mày tự tiện nghịch ngợm thế này? Mày là đồ phá hoại. Mày biết tao đã mất bao nhiêu tiền để mua chiếc xe này không hả? Vào đi, giờ tao sẽ cho mày một trận nhớ đời. Con không biết. Con xin lỗi bố. Bố ơi, con không cố ý. Bố tha cho con đi bố. Vào đó và ngồi yên trong đó đi. Mày sẽ không được ra ngoài nữa, đồ phá hoại. Con xin bố, con không biết tại sao lại có những vết xước ấy. Con chỉ cố gắng rửa xe thật sạch với bố thôi. Con không phải là đứa con hư. Bố tha lỗi cho con nha bố. Không nói gì nữa hết. Mày sẽ bị nhốt trong phòng và không được bén mạng đến gần chiếc xe hơi của bố nữa. Tại sao lại ra nông nổi này chứ? Chiếc xe yêu quý của mình. Trời ơi, chắc mình chết mất thôi. Có chuyện gì với cháu vậy? Đứa con trời đánh của cháu vừa làm hỏng chiếc xe yêu quý của cháu, và cháu đã cho nó một trận nhớ đời. Không hiểu sao nó có thể làm chiếc xe ra nông nổi thế này nữa. Nó xem chiếc xe này như đồ chơi tinh nghịch hàng ngày của nó vậy. Cháu điên mất. Xe bị hư thì cũng tiếc thật, nhưng sao cháu không nhìn vào sự cố gắng và lòng tốt của thằng bé? Nó đã rất vui và tự hào vì được giúp cháu. Trên thế gian mọi chuyện đều không thể nhìn vào cái bên ngoài, mà phải nhìn vào trái tim. Chú nói vậy là sao? Cháu đánh một đứa phá hoại như nó là không được à? Khi nhìn một sự việc, đánh giá một con người, chúng ta đều rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, mà không dành đủ thời gian để trái tim cảm nhận những giá trị bên trong. Nếu cháu cứ bị kích động như vậy thì rất dễ bị mắc sai lầm. Để không phải hối hận, hãy bỏ những vết xước sang một bên, cháu sẽ có một cái nhìn khác. Liam đã rửa hai chiếc xe này thật sạch, cũng giống như đam mê của mình khi nhỏ, là được làm điều mình thích và giúp đỡ người mình yêu quý. Vậy mà mình đã không nhận ra điều tốt đẹp đó. Mình chỉ chăm chăm nhìn vào lỗi lầm và tức giận về những vết xước. Mình tệ quá. Bố ơi, con thành thật xin lỗi. Bố đừng đánh con nha bố. Con chỉ muốn giúp bố. Con không biết tại sao chiếc xe lại bị như vậy nữa.
Bố đừng đánh con mà. Con xin bố, con biết lỗi rồi. Bố xin lỗi vì đã làm con sợ. Bố đã quá tức giận khi thấy chiếc xe bị trầy xước nên đã muốn phạt con một trận. Thế nhưng bố đã quên rằng con chỉ mới có 7 tuổi và con đang muốn giúp bố. Bố quên rằng con cũng yêu quý chiếc xe này như bố vậy. Cảm ơn con trai đã giúp bố rửa xe. Bố biết con đã hoảng sợ và cảm thấy có lỗi như thế nào. Bố rất giận vì chiếc xe bị trầy xước, nhưng bố sẽ tự giận mình hơn nếu quên đi tình cảm mà con đã dành cho bố. Bố yêu con còn yêu hơn cả chiếc xe này. Dạ, con sẽ không giận bố đâu, vì con cũng yêu bố nhiều lắm. Giấc ngủ của ngỗng. Bác trưởng đoàn Trick ơi, chúng ta đã bay cả ngày rồi, có nên đậu xuống đâu nghỉ không? Tôi mỏi cánh quá rồi đây này. Chịu khó một chút đi cả nhà, dưới kia chỉ là cánh rừng trụi hoang sơ, sợ rằng sẽ có nhiều mối rình rập nguy hiểm, chỉ bằng chúng ta bay thêm một đoạn nữa tìm chỗ an toàn. Trời ơi, bác cứ khéo lo. Chúng ta đi về phương Nam tránh rét đã dầm về cả tuần nay, có gặp cái gì nguy hiểm đâu. Nếu mà có thì trời đã cho chúng ta đôi cánh chắc khỏe để bay đi trốn thật nhanh rồi còn gì. Bác là đoàn trưởng, bác phải tính cách gì để giữ sức cho cả đoàn chứ. Nếu tôi mà là ngỗng đầu đàn thì... Thì anh Leo chắc sẽ cho cả đàn ngủ cả ngày rồi bay đêm ấy nhỉ. Quá được chứ còn gì. Nhưng đấy là trong trường hợp tôi lên làm trưởng đoàn ngỗng đấy nha. Được, vậy để tôi xuống tìm xem chỗ nào an toàn rồi chúng ta đậu lại vậy. Nghỉ một lát, lũ ngỗng con cũng thấm mệt rồi. Dưới kia có một bụi cây rất lớn, chúng ta mau đậu ở đó qua đêm nay thôi. Yeah, được nghỉ rồi. Nhìn mọi người nghỉ ngơi thư giãn, quá là bình yên quá. Bác Rick, nom bác có vẻ mệt mỏi đấy. Chúng ta chỉ nghỉ ở đây có một đêm, chỉ bằng bác sắp xếp cho ai đó thức canh đi. Còn bác nên ngủ sớm, ngày mai chúng ta lại tiếp tục cả hành trình dài, rất cần sự tỉnh táo của bác. Đúng là tôi có hơi mỏi như cả lưng, nhưng giao cho ngỗng khác canh gác tôi không yên tâm lắm. Bác cũng có tuổi rồi nên chuyển giao dần dần trách nhiệm quản lý đàn ngỗng cho lớp trẻ, chứ bác cứ làm hộ mãi làm sao được. Phải để chúng gánh vác bớt cho bác trọng trách trên vai. Tôi thấy Leo cũng được đó, cậu ta khá nhanh nhẹn. Leo chắc cũng thích đúng không? Nôm cậu Leo cũng cao lớn dũng mạnh đó, lại còn 5 lần 7 lượt tự gợi ý muốn trở thành ngỗng đầu đàn, để coi anh ta có làm nên cơm cháo gì không nào. Này Leo, cậu nhắc lại lời tôi dặn xem nào. Rồi rồi, tôi biết rồi. Cậu biết cái gì? Tôi bảo cậu nhắc lại lời tôi nói cơ mà. Bác Rick này, bác đúng là lẩm cẩm. Từ chiều đến giờ, bác cứ nói đi nói lại không biết chán hả? Bác bảo tôi phải canh gác cẩn thận, có thế thôi mà cứ... Đâu chỉ có thế, nghe lại đây này. Tuyệt đối không được ngủ gật đâu, phải luôn cảnh giác. Nghe thấy tiếng bước chân hoặc nhìn thấy có ánh lửa lập lòe là phải cảnh báo cả đàn ngay. Biết rồi, cái gì nên làm tôi đều biết hết rồi. Biết thì biết rồi, nhưng thanh niên thường đến đoạn, phải đặc biệt chú ý đây. Tôi sẽ chú ý mà. Thôi được rồi, bác yên tâm nghỉ ngơi đi. Chỗ canh gác này chỉ có tôi mới được đứng thôi. Mình đã đứng đây 2 canh giờ, chả có động tĩnh gì cả. Bốn bề vắng lặng, đến thú rừng còn chẳng có nữa là người. Lạnh chết đi được, lại còn có mưa rơi nữa chứ. Trời cũng sắp sáng rồi. Tiếng gì đó nhỉ? Đấy, làm gì có cái gì đâu chứ. Mong một ông thợ săn đến đây còn khó hơn lên trời. Cứ lo bò trắng răng. Gì mà không được ngủ gật, gì mà nghe tiếng bước chân, gì mà thanh niên đỉnh đoản. Ôi chao, cái lời của lão Rích toàn nghiêm trọng quá vấn đề.
Nhìn cả đàn ngủ ngon ghê, tự dưng mình cũng buồn ngủ quá. Vừa lạnh vừa buồn ngủ. Mình thật ngu dại khi Xuân Phong đồng ý nhận gác đêm cho lão Rích lẩm cẩm. À, hay là mình trộm ngủ một tí nhỉ? Trời sáng đến nơi rồi, ngủ tí chắc là không sao. Mình lớn thế này rồi, chưa bao giờ mình gặp bọn săn ngỗng trời cả. Chắc không có chuyện trùng hợp đến vậy. Chết rồi, chúng ta bị đánh úp rồi. Đánh úp ư? Lẽ nào? Chris, cậu đúng là tay săn ngỗng trời lão luyện. Sao cậu biết lúc nào phải ra tay chứ? Ta phải biết rằng, con ngỗng gác đêm sẽ buồn ngủ nhất là lúc trời sắp sáng. Nếu gặp phải hôm thời tiết xấu, con ngỗng càng bất cẩn, đấy chính là lúc dễ ra tay nhất. Vậy là đen đuổi cho con ngỗng nào đi ngủ đêm nay? Chỉ vì một con ngỗng ngông cuồng bất cẩn mà cả đàn ngỗng lớn tàn tác. Con ngỗng trẻ gác đêm kia không hiểu rằng suốt những đêm an toàn trước đó, sinh mệnh nó được bảo vệ bởi những con ngỗng khác canh giữ cẩn mật. Chỉ một giây tặc lưỡi thiếu trách nhiệm cũng khiến người ta cả đời phải hối hận. Phát minh kim băng ra đời từ sự ấm ức. Anh đang lắp đặt gì vậy? Em có biết vật này là cái gì không? Là gì vậy, Water? Đây là một chiếc chuông. Nó có thể gắn vào xe điện để báo động cho những người khác thấy mà tránh xa ra. Wow, cũng tiện đấy chứ nhỉ? Có những thứ tưởng nhỏ bé nhưng lại rất hữu ích cho cuộc sống đó em à. Thế cái đồ vật anh cầm trên tay mà phát ra tiếng reng reng này cũng có tác dụng chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Anh đã mài mò mãi mới ra được đấy. Em biết không, lần trước anh chở Mary đến lớp, suýt nữa thì đâm phải một cụ già. Rồi thì anh chợt nghĩ là nếu như có một chiếc chuông kêu báo từ xa thì tốt biết mấy. Water, anh thật là sáng tạo. Nghe anh giải thích thì em thấy đúng là nó rất cần trong cuộc sống. Nhưng mà lần này nhất định là anh phải mang đi đăng ký bản quyền đấy nhé. Đừng để như những lần trước. Mẹ à, mẹ cho con tiền mua họa cũ nhé. Mấy hôm nay đi học vẽ thêm, con đều phải mượn của bạn Peter. Thôi chết, tiền làm công của mẹ vẫn chưa tới tháng được nhận. Làm thế nào bây giờ? Con có thể chờ bố mẹ ít hôm được không? Thôi, thế ngày mai bố mẹ cho con nghỉ học nhé. Con không thể cứ đi học rồi lại mượn họa cũ của các bạn bên cạnh suốt như vậy được. Thôi nào, Mary, cứ bình tĩnh đã nào. Nhất định là bố mẹ sẽ xoay sở được cho con. Thôi mà. Xin chào cả nhà. Chào anh Tê. Chào anh Tim. Lâu lâu mới thấy anh ghé thăm. Cậu cầm thứ gì trên tay vậy? Tôi mới hoàn thành được một cái chuông báo. Ồ, một cái chuông báo ư? Là sao? Anh có thể nói rõ hơn cho tôi biết không? Anh làm tôi tò mò quá. Chiếc chuông báo tôi mới làm ra này có thể gắn trên các phương tiện cá nhân hoặc công cộng, phát ra âm thanh cảnh báo để người đi đường biết mà tránh. Ồ, lần đầu tiên tôi thấy một chiếc chuông báo như thế này đấy. Chà chà, Walter, cậu bán nó cho tôi nhé. Tôi muốn lắp nó vào chiếc xe điện của nhà tôi. Rồi cậu sẽ còn làm được nhiều thứ hay ho hơn nữa. Chứ cái chuông cỏn con này có thấm tháp vào đâu với tài trí và sự khéo léo của cậu. Tôi chắc thế đấy. Thôi, bán nó cho tôi đi. Tôi sẽ trả luôn bằng tiền mặt. Tôi vừa thấy cháu bé cần tiền phải mua đồ dùng học tập phải không? Thôi được rồi, nếu như anh đã thích nó thế thì tôi bán lại cho anh đấy. Cảm ơn cậu. Water. Thôi, cứ bán cho bác ấy. Đằng nào bác ấy cũng đang rất cần. Tin mới về phát minh ra chuông xe điện đây mọi người ơi. Tin mới nhất về phát minh đây mọi người ơi. Cậu bé, bán cho chú một tờ báo nào cháu ơi. Dạ đây ạ, của chú hết 50 xu ạ. Trời ạ, đây đúng là chiếc chuông xe điện của mình làm ra mà. Chỉ có thay đổi một số ít không đáng kể thôi. Lẽ nào Tim, hắn ta đúng là một kẻ ranh ma. Hắn đã cướp công sức lao động của mình, nhanh tay đi xin cấp bằng sáng chế và bán nó đi để lấy tiền. Phải công nhận là hắn rất có đầu óc kinh doanh. Hắn làm giàu trên mồ hôi và công sức của mình. Mình thật là ngu ngốc mà.
Walter à, hôm qua chủ nhà đã tới thu tiền nhà của chúng ta đấy. Họ hẹn là hôm nay phải trả, nếu như không muốn dọn đồ đi ra khỏi đây luôn. Hôm nay luôn à? Anh chị Walter có ở nhà không? Mời bà chủ vào nhà ạ. Thôi, tôi đến thu tiền nhà rồi đi luôn. Tiền nhà của anh chị hết 25 đô. Tới 25 đô cơ ạ? Thế mà chúng tôi cứ tưởng. Gớm, giờ nhà cửa đắt đỏ lắm. Tôi cũng chỉ tăng lên chút xíu thôi. Chứ anh mà đi hỏi khắp nơi cũng chẳng có giá rẻ như thế này đâu. Thôi không nói nhiều lời nữa, anh mau thanh toán tiền đi. Thưa bà, tôi tìm mãi rồi nhưng chỉ còn có được thế này thôi ạ. Sao lại chỉ có 10 đô là sao? Dân thưa bà, xin bà thông cảm, thư thư cho chúng tôi thêm 1-2 hôm nữa được không ạ? Thôi được rồi, đúng ngày mai tôi sẽ quay lại. Nể tình anh chị cũng đã thuê ở đây lâu rồi, lại có con nhỏ. Nhưng nếu đến chiều mai mà anh chị vẫn không thu xếp đủ tiền thì xin mời tự động dọn dẹp đồ đạc luôn đi nhé. Tôi sẽ không đồng ý trễ dù cho bất cứ lý do gì đi chăng nữa. Trời ơi là trời, giờ thì làm sao mà thu xếp thêm được 15 đô trả cho bà ấy bây giờ? Không khéo chúng ta bị ném ra ngoài đường ấy. Chúng ta phải nghĩ xem cần làm sao bây giờ, Walter. Anna, em cứ bình tĩnh đã nào, để anh suy nghĩ. Tất cả cũng tại suốt ngày anh hì hục lắp lắp tháo tháo, rồi cuối cùng được lại cái gì chứ? Chỉ để cho những kẻ khác được lợi, còn vợ con anh thì chẳng được gì cả. Sắp tới còn bị tống ra ngoài đường. Giá anh cứ chuyên tâm làm một thợ cơ khí bình thường thì ít ra hàng tháng còn có một món bỏ ra. Thôi đủ rồi, đừng nói nữa. Mình thật là đồ tồi tệ. Một thằng đàn ông vô dụng, đến gia đình mình cũng không lo xong được. Bố mẹ ơi, hôm nay chúng ta ngủ ở đâu thế? Con lạnh lắm, con muốn nằm nghỉ. Trời ơi là trời, chẳng lẽ mình là người cha vô dụng đến vậy sao? Không thể giúp gì được cho vợ và con. Nghèo đến nỗi ngay cả chỗ ở cũng không có hay sao? Nhất định phải tìm ra cách gì đó mới được. Cách gì bây giờ? Chả lẽ lại đi dây những kẻ đã kiếm tiền trên sự sáng tạo của mình? Không, mình không thể chịu nhục như vậy được. Thế là Walter cứ ngồi bên bờ sông, chìm đắm trong những suy nghĩ buồn bã và dây dứt về sự nghèo nàn và ấm ức. Ông ngồi từ trưa đến khi mặt trời đổ bóng. Trời ơi, trên tay mình là gì thế này? Một chiếc móc cài cực kỳ nhỏ nhắn, xinh xắn, lại rất tiện dụng nữa. Cậu có sáng chế gì muốn bán cho chúng tôi sao? Vâng, tôi có vật này muốn đăng ký quyền sáng chế và bán à. Nó nhỏ nhắn, nhìn có vẻ đơn giản, nhưng lại vô cùng hữu dụng đấy ạ. Anh định đem bán thứ này ư? Tôi lại còn tưởng đây là đồ chơi của tụi nhóc con cơ chứ. Ông hãy quan tâm đến tính hữu dụng của nó. Nó có thể móc, nối các vật cần sau lại trong một cách dễ dàng, chốt vào hay tháo ra cực kỳ đơn giản, nhưng lại rất an toàn. Ngoài tác dụng sau các vật lại với nhau và chốt lại, thì đầu nhọn của cái kim băng này còn có thể làm vật sơ cứu được nữa đó. Nhưng mà trông nó quá đơn giản, tôi e là... Thôi được, nếu ông vẫn chưa ưng thì tôi sẽ tìm đến một nơi khác để bán sáng chế này. Tôi tin là mình sẽ bán được. Này anh Walter. Gì thế? Thế anh ra giá bao nhiêu cho sản phẩm này? Tất nhiên là phải từ 100 đô trở lên rồi thưa ông. Được lắm, 400 đô la là giá chúng tôi trả cho sáng chế này của anh. Anh đồng ý bán lại cho chúng tôi chứ? Vâng, tất nhiên rồi, tôi hoàn toàn đồng ý thưa ông. Khi mua một phát minh, điều đầu tiên chúng tôi muốn ấy là chính cha đẻ của phát minh phải thật tự tin và tin tưởng vào chính sản phẩm mà mình sáng tạo ra. Bởi họ có tin
thì khách hàng mới tin được. Anh hiểu chưa? Vâng, tôi hiểu ạ. Cảm ơn ngài rất nhiều vì cuối cùng đã nhìn nhận lại sản phẩm này của tôi. Thật sự cảm ơn ngài. Water, anh nói sao? Cái kỳ bàn đó của anh bán được 400 đô la ư? Trời ơi, lạy Chúa, người đã giúp đỡ chúng con vượt qua cơn khốn khó này. Ôi, thích quá, thích quá. Vậy là chúng ta không phải ra ngoài đường ở nữa, đúng không hả mẹ? Ừ, con yêu. Lần này xem ra cũng có thể là mình gặp may trong thương thuyết về việc bán lại bản quyền, thì họ mới trả giá lên hẳn 400 đô. Chứ thực trong thâm tâm mình cũng không nghĩ là nó bán được chừng ấy tiền. Sau khi mua lại bản quyền của Water, công ty WR Corporation đã tung ra thị trường với một số lượng lớn sản phẩm và được công chúng đón nhận nhiệt tình, thu về một số tiền khổng lồ. Công ty WR Corporation đã thu được hàng triệu đô la với sản phẩm kim băng mà họ tung ra thị trường trong một thời gian rất ngắn. Trời ạ, không ngờ chỉ từ một phát minh nhỏ của mình mà có thể mang lại cho họ một món lợi nhuận khổng lồ như vậy. Thế mà khi mình cầm trong tay 400 đô la của họ, mình còn thậm chí nghĩ họ đã trả hớ cho mình đấy chứ. Water, em nghĩ đây cũng chính là một bài học cho chúng ta để biết quý trọng và đánh giá đúng hơn những sản phẩm mà mình tạo ra đấy. Em nói phải. Xưa nay anh đã dồn rất nhiều công sức và tâm huyết để sáng tạo ra những sản phẩm mới, nhưng khi đưa nó ra thị trường lại rất rụt rè và không quyết đoán. Mình cần phải xem lại. Anh sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. Bộ phim lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về cuộc đời của nhà phát minh người Mỹ Walter Hunt, người đã có rất nhiều những sáng chế từ những phát minh hàng ngày vào thế kỷ thứ 18. Walter Hunt là một nhà sáng chế với sức sáng tạo dồi dào hiếm thấy, nhưng ông lại có cuộc sống khá nghèo túng vì những phát minh của ông tạo ra luôn bị người khác trục lợi. Sau câu chuyện về phát minh ra chiếc kim băng, ông đã biết chú trọng hơn đến bản quyền và việc bán những phát minh mình tạo ra, dần dần tháo gỡ những thiếu thốn về vật chất mà gia đình gặp phải. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!